Isaac ăn cơm cùng capybara và những tương tác dễ thương xỉu của sao Việt với gấu bông. Trời đất, cô dễ thương không? Dễ thương ghê chưa? Đó vậy đó. Hiếu thứ hai hóa em bé khi vừa ăn vừa chơi với gà. Ta đang gà cưng ta. Quang Hùng Master đi cùng chiếc gấu ghiền ôm đi ngủ. Sơn Tùng, Mono, người gom về, người cho đi, ông anh kiểu. Ông em kiểu. Không chỉ con nít mà các sao nam Vbiz cũng rất thích thú với những món đồ dễ thương như gấu bông. Mỗi lần được fan tặng là các idol lại có những màn tương tác từ dễ thương tới vô tri với những chiếc gấu bông xinh xắn. Khiến người hâm mộ được fan giờ khóc giờ cười đó là màn dùng bữa cùng gấu bông capybara của Isaac. Trông anh sái đã ngoài 30 thế thôi chứ tâm hồn còn trẻ con lắm. Chẳng thế mà vừa được fan tặng chiếc capybara to đùng là đã để ngay lên bàn cùng ngồi ăn cơm. Người qua đường thì thấy dễ thương, còn fan lại trêu chọc Isaac đây là biểu hiện của người độc thân quá lâu. Trong khi đó, Hiếu thứ hai đi sâu cũng không quên đem theo sự vô tri đến với chương trình. Được ngồi gần chú gà bông trên bàn ăn, Hiếu thứ hai không ngừng tương tác với người bạn đặc biệt này của mình. Hết đút cho gà ăn lại tới giả tiếng gáy ò ò ò làm người xem được fan lụi tim vì dễ thương xỉu. Quang Hùng Master đi cũng là một nam nghệ sĩ rất thích gấu bông, cũng thường xuyên được fan tặng. Mỗi lần nhận gấu bông từ fan là anh chàng ôm thật chặt. Một điều thú vị mà không phải ai cũng biết, đó là Quang Hùng rất ghiền ôm gấu mỗi khi đi ngủ. Lần nào cũng vậy, anh chàng đều ôm gấu bông khi ngủ, khi thì là gấu trúc, lúc lại là gấu nâu. Nói chung cứ là gấu thì Quang Hùng đều thích cả. Anh em Sơn Tùng, Mono cũng có những màn tương tác dễ thương với gấu bông. Sơn Tùng mê capybara là điều ai cũng rõ, vậy nên khi được tặng thú bông capybara là ôm hoài. Gần nhất, khi tham gia sự kiện thì Sơn Tùng cũng đáp lễ fan bằng những chú gấu bông capybara mini, còn capybara cỡ bự chắc là anh chàng giếm lại để ôm rồi. Anh thì đi phát gấu bông, còn em thì đi gom gấu từ người hâm mộ. Mono lần nào được tặng gấu bông cũng đều gom mang về. Không ít dân mạng nghi ngờ Sơn Tùng, Mono, một người chuyên gom gấu bông, người còn lại chuyên mang gấu đi quăng tặng fan. Tất nhiên đây chỉ là đùa thôi, còn gấu ai người đó giữ chứ.